Hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình rồi. Ngày hôm nay mình lại tiếp tục cho các bạn lên sàn cho các bạn một vài con chim săn mồi giá rẻ cho các bạn nhé. Thì đợt này mình không đi bảy nữa các bạn, còn một con diều ấn này với lại hai con chica các bạn. Đấy. Các bạn vừa coi trên màn hình của mình ấy, thì có hai con chica của mình. Hôm nay thì mình không không phải bút nữa các bạn, nó về được 1-2 ngày rồi cho nên là mình cho nó đứng lên cầu nó tự xé mồi nó ăn đấy các bạn. Thì các bạn nào mà mua chim thì những con đấy về các bạn tự tập cho nó đứng găng, khoảng buổi tối là nó đứng găng thì các bạn rồi cầm nó 1-2 tiếng sau đó nhử nó ăn thì nó sẽ tự ăn thôi các bạn nhé. Như con diều ấn hay dòng diều thì nó là dòng to cho nên là nó đứng găng rất là dễ, thì tầm khoảng 5-10 phút là nó đã đứng rồi các bạn. Thì vừa về phát bắt cho nó đứng găng là đã đứng rồi đấy. Đây trên tay mình đây là một con diều ấn mái các bạn, mái rất là to đẹp. Dòng diều thì chúng ta để nuôi tập nuôi huấn luyện và chế cảnh các bạn, chứ dòng diều nó không đi săn được, chỉ có mấy cái dòng ưng chica thì nó đi săn được đấy các bạn. Dòng ưng thì nó mới săn được rồi nhá. Mình vẫn đang cho ăn thịt chuột đấy các bạn, miếng thịt chuột rất là đỏ rất là ngon này. Dòng diều ấn thì nó ăn rất là tạp với các bạn, mình có thể cho nó ăn nhiều thứ được. Dòng diều này thì dòng diều nó có thể ăn được cả cá các bạn, nếu mà chúng ta biết cách tập. Cá thì chúng ta sẽ cho nó ăn một ít, đầu tiên là chưa ăn quen thì chúng ta cho nó ăn một ít thì cũng không sao các bạn, cũng không nên cho nó ăn nhiều. Mình còn có mấy con các bạn thì bán nốt mấy con này thì nghỉ tết thì mình phải về quê ăn tết đi các bạn. Tết xong mình lại vào trong này mình thu hoạch điều để tranh thủ làm việc nhà dọn vườn các bạn, xong đó là mình còn về. Đây, con diều ấn này cực kỳ to các bạn thấy không? Những con diều ấn này thì anh em ngoài Bắc này hỏi rất là nhiều nhưng mà mình rất là ngại gửi vì con chim nó rẻ các bạn. Đấy, con diều ấn chica đấy chỉ có 300-350 các bạn, nếu có diều ấn thì 350 gửi ra Bắc thì tiền ship nó rất là cao cho nên là mình không có gửi. Đấy, đối với một con diều ấn và một con ưng ấn các bạn, dòng ưng thì nó đắt hơn rất là nhiều. Đối với dòng ưng ấn mà con to như thế này thì nó phải tầm 1,5 triệu trở lên đi các bạn. Về cơ bản mấy anh em mà mới chơi thì theo mình thì tập diều ấn hay là ưng ấn thì nó cũng không khác gì nhau đâu, đáng bao nhiêu đâu. Bởi vì các bạn mới chơi các bạn tập con ưng ấn mới đi săn được thì đâu có phải đơn giản đâu. Các bạn phải có kinh nghiệm để nuôi một thời gian, các bạn biết cách ép cân và biết cách thuần hóa một con chim. Đấy. Và biết cách đi săn như thế nào và giữ được cái phong độ cho con chim thì các bạn mới giữ nó đi săn được. Những bạn chưa chơi bao giờ mà mua một con chim đã săn rồi của người ta chơi rồi các bạn, về các bạn không biết cách giữ được cái phong độ của nó, không biết cách ép cân và không biết cách cầm chim và vuốt ve con chim thì chỉ trong khoảng tuần thôi là con chim nó sẽ nghỉ săn đi các bạn. Không thì cho ăn linh tinh là con chim nó sẽ bị chết đi các bạn. Dòng diều ấn này ăn rất là khỏe nha các bạn nhé. Mình còn hai con chica các bạn, một con trống nữa này, hai con trống các bạn, một con bổi non và một con bổi mùa các bạn. Đấy, dòng ưng thì có thể săn được sẻ. Tôi nhất là chúng ta tập săn sẻ cái đấy các bạn, sẻ thì nó dễ săn hơn. Đấy, còn khi nào các bạn mà có điều kiện thì và biết nuôi rồi thì mua những con đắt tiền như ưng ấn hoặc betsa. Đấy, khi chúng ta đã có kinh nghiệm thì chúng ta sẽ nuôi những cái dòng đấy thì tập săn thì nó sẽ phê hơn.
Mấy con kia thì mình vẫn khuyến khích nói cho anh em đấy là chúng ta nuôi và tập cách huấn luyện cái trước đã. Đấy, chứ còn khi biết rồi thì chúng ta sẽ chơi các dòng nó đắt tiền. Thì mình vẫn bảo là dòng bán các cái dòng chim giá rẻ cho anh em về chơi hoặc là làm cảnh là tập nuôi huấn luyện đi các bạn. Huấn luyện dần dần thì sau nó quen rồi chúng ta chơi các cái dòng kia thì nó rất là đơn giản nhé. Rồi ok, clip này thì mình xin dừng đây nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.